Thanh Trường, Anh Thư, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Chấp nhận sự chỉ dẫn, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Gia-cơ chương 3, từ câu 2 đến câu 11. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng Gia-cơ chương 3, từ câu 2 đến câu 11, bản truyền thống hiệu đính. Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Nếu chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu, dù chúng thật lớn và bị trôi dạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời. Và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được và đã từng bị loài người chế ngự rồi. Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? Quý vị thính giả thân mến, phần chú giải cho chúng ta biết một số thông tin về phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như sau. Gia-cơ thách thức các độc giả về việc sử dụng lời nói và sức mạnh của lời nói. Ông đưa ra một vài minh họa về những điều nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn như hàm thiết của con ngựa, bánh lái của con tàu, một tia lửa nhỏ. Tương tự như vậy, việc kiểm soát cái lưỡi tương đối nhỏ có thể giúp kiềm chế được cả thân thể mình. Sách Châm Ngôn cũng nói nhiều về việc sử dụng cái lưỡi và hậu quả của nó. Chủ đề này được lặp lại nhiều hơn bất kỳ chủ đề nào khác trong sách Châm Ngôn. Câu gốc hôm nay được chép trong Gia-cơ chương 3 câu 8. Không ai chế ngự được cái lưỡi. Chúng tôi ngửi thấy không khí có mùi da thuộc, vậy yến mạch. Khi đứng trong khu chuồng trại nơi Michel, bạn tôi đang dạy con gái tôi cưỡi ngựa. Con ngựa trắng của Michel há miệng khi cô ấy trình diễn cách đặt hàm thiết vào sau răng nó. Khi kéo dây cương qua tai nó, Michel giải thích rằng hàm thiết rất quan trọng vì nó giúp người cưỡi ngựa giảm tốc độ và điều khiển ngựa sang trái hoặc phải. Hàm thiết của con ngựa giống như lưỡi của con người, dù nhỏ nhưng quan trọng. Cả hai đều có ảnh hưởng lớn đối với một thứ gì đó to lớn và mạnh mẽ. Đối với hàm thiết, đó là con ngựa. Đối với cái lưỡi, đó là lời nói của chúng ta. Lời nói của chúng ta có thể đi theo chiều hướng khác nhau. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta. Và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người. Kinh Thánh cảnh báo rằng, rất khó để kiểm soát lời nói. Vì lời nói xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa vì Thánh Linh Ngài ngự trị trong mọi tín hữu, giúp chúng ta tăng trưởng trong sự nhịn nhục, hiền lành và tiết độ. Khi chúng ta bước theo sự chỉ dẫn của Thánh Linh, thì tấm lòng của chúng ta thay đổi, và lời nói của chúng ta cũng vậy. Lời thô tục chuyển thành lời khen ngợi, nói dối nhường chỗ cho sự thật, sự chỉ trích biến thành sự khích lệ. Kiểm soát cái lưỡi không chỉ là rèn luyện bản thân để nói những điều đúng đắn, mà còn là chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh để lời nói của chúng ta thể hiện sự nhân từ và khích lệ mà thế giới đang cần. Lời nói của bạn đang bày tỏ điều gì trong tấm lòng bạn? Việc đi theo sự chỉ dẫn của Thánh Linh sẽ thay đổi lời nói của bạn ra sao? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin biến đổi tấm lòng con, để lời con nói ra sẽ khích lệ người khác và tôn vinh Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.